Hôm nay thì em sẽ đi dài cái con đường Lê Văn Lương này xuống tới cầu Rạch Tôm rồi cầu Rạch Dơi. À, đây là cầu Long Kiện, bên phải em có cái chợ. Đó, nâng lên cái là mấy cái nhà bên cạnh là nó sùm bà chè hết. Bên Nhân Đức này ngập cầu Rạch Tôm cũng như vậy. À, không biết xuống cầu Rạch Dơi có còn giống như vậy không. Đây cầu Rạch Dơi cũng như thế ha, nó là cái cầu sắt, nó kiên cố hơn tí nhưng mà chung lại thì nó vẫn là cái cầu sắt thôi. Dạ Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 23 tháng 4 năm 2023. Và em đang đứng ở khu vực đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè. Đây là cầu Ông Bốn, cô bác anh chị thấy. Phía trước chúng ta đi qua khỏi cầu Ông Bốn thì chúng ta tới ngã ba đường Phạm Hữu Lầu và Lê Văn Lương. Sau đó thì chúng ta sẽ đi về cái cầu Long Kiện đang xây. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày thật là nhiều niềm vui, cuối tuần hạnh phúc bình an bên gia đình. Hôm nay mời cô bác anh chị đi dạo một chút khu vực ngoại thành nha. Cuối tuần em muốn đổi gió một chút, khác lạ một chút khu vực ngoại thành. Và cũng là trên đường Lê Văn Lương, Nhà Bè. Nhưng hôm nay em sẽ chạy về hướng của phía Long An, chạy về hướng của Long An, xã Nhân Đức. Và hy vọng là các clip này mang lại cho cô bác anh chị và các bạn một cái trải nghiệm, cập nhật một chút cái hình ảnh của cầu Long Kiện phía trước ngày hôm nay xây như thế nào. Rồi, không để cô bác anh chị đợi lâu nữa, cùng mời cô bác anh chị cùng lang thang với em. Chúng ta băng qua khỏi cầu Ông Bốn này. Có những cái cầu có thể là xa lạ với cô bác anh chị, hoặc là có những đoạn đường cũng xa lạ, bởi vì đây là cái vùng ngoại thành Nhà Bè. Một cái vùng phải nói là nhắc tới Nhà Bè là chúng ta thấy nước ngập này, nước ngập những cái con đường, những con hẻm ngập lênh láng cả mùa nắng lẫn mùa mưa. Ví dụ như đường Lê Văn Lương này thì hiện nay cứ mỗi tháng triều cường hai lần thì vẫn ngập như thường. Nó không nhiều giống như cái mùa mưa thôi, không nước không lớn như mùa mưa thôi, nhưng mà vẫn ngập. Và đây là những cái hình ảnh của cuộc sống của bà con mình ở khu vực Lê Văn Lương, Nhà Bè vào ngày cuối tuần. Ở đây là cái ngã ba đường Lê Văn Lương và Phạm Hữu Lầu, bên tay trái thì cô bác anh chị sẽ quẹo về huyện Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Huỳnh Tấn Phát quận 7 luôn đó anh chị. Rồi, bên tay trái chúng ta qua Huỳnh Tấn Phát ha, còn bên tay phải vào các cái con hẻm khu dân cư thôi. Mời cô bác anh chị chạy về hướng của cầu Long Kiện nha. Đây là một cái cầu phải nói là từ lúc khởi công cho tới hiện nay là lâu đời bậc nhất của Sài Gòn, với cái thời gian trên 20 năm từ lúc khởi công cho tới hôm nay vẫn chưa xong. Rất may luôn là những cái tháng gần đây bắt đầu thi công lại, và theo kế hoạch thì tiến độ sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm nay 2023. Và mời cô bác anh chị cập nhật với em một chút cái hình ảnh của cầu Long Kiện nha. Đó, hôm nay anh chị thấy là 4 giờ, thời tiết Sài Gòn còn rất là nắng. Nắng hôm nay vào giữa trưa thì 34-35 độ C. Tính ra độ F thì cũng khoảng 93-94 gì đó. Một cái nắng rất là gay gắt và người dân Sài Gòn đang vật lộn với cái thời tiết oi bức, tìm mọi cách để chống nóng. Đây là cái đoạn ngập thê thảm của Lê Văn Lương đây anh chị, ngày hôm nay. Tới cái mùa mưa, tới cái mùa nước lên, em cập nhật gửi đến cô bác anh chị thì chúng ta sẽ hình dung được. Đây là những cái hình ảnh sắp tới phía trước là cầu Long Kiện đang xây. Đối với cái cầu Long Kiện xây thì tất nhiên nó ngổn ngang, nó bụi bặm. Những cái
giờ tan ca hay cái giờ bắt đầu đi làm thì hay kẹt xe lắm. Đấy, kẹt xe. Rồi cái việc đi lại của bà con ở đây rất là khó khăn. Nhưng mà thôi thì người ta xây cái cầu, chuẩn bị có cái cầu mới cũng mừng, chịu khó một thời gian vậy. Đó. Hình ảnh của cầu Long Kiện. Cầu Long Kiện nối xã Phước Kiện với xã Nhân Đức của huyện Nhà Bè. Như các bác anh chị thấy, bên phải em là trường Nguyễn Văn Quỳ. Trường Nguyễn Văn Quỳ, ống cống rồi nè, người ta đang để đây. Bên tay trái ở đây là những cái nhà dân, xe móc xe ủi người ta đào cái đường là hầu như là tới cái móng nhà đó. Cái việc sinh sống ở đây khó khăn một chút do làm cầu. Cũng hy vọng là nó suôn sẻ. Chứ hai mươi mấy năm rồi, hai chục năm trời rồi, cầu hiện tại thì nó đã nát luôn rồi. Mà xây giờ mà xây mà dừng nữa thì coi như là tiêu tùng đấy. Ở đây người ta làm cầu thì mọc ra một số cái nhà mặt tiền mới, tuy nó đẹp nhưng mà nó rất là ngắn nhỏ lắm, tại vì nhường một phần đất, lấy một phần đất để làm cầu. Và hiện tại hôm nay ngày Chủ nhật người ta vẫn đang thi công nên vậy. Bây giờ thì em thấy hình như là cũng đổ sàn, bắt đầu đổ sàn, đổ bê tông sàn. Sắt thép đồ ngổn ngang cũng nhiều. Và sáng sớm thứ hai đi làm ở đây thì hay kẹt xe lắm nha. Ngô bác anh chị canh canh cái giờ này, giờ nào đó chúng ta đi sớm sớm một chút. Đây hẻm chùa Phước Tường 1419. Hôm nay xe đổ bê tông. Một chút ở bên cái đoạn Phước Kiển. Bây giờ mời cô bác anh chị qua cái cầu, cái cầu tạm bằng sắt cũ nát đó, và chúng ta đi về xã Nhân Đức để coi cái tình hình bên xã Nhân Đức như thế nào anh chị nha. Hôm nay thì em sẽ đi dài cái con đường Lê Văn Lương này xuống tới cầu Rạch Tôm rồi cầu Rạch Dơi. Đây là cầu Long Kiện, bên phải em có cái chợ tạm thôi. Rồi mời cô bác anh chị đi lên cầu nha. Cái cầu này là sập một lần rồi đó. Bốn giờ chiều rồi mà nắng quá trời nắng. Đấy, cầu này là nó yếu lắm rồi. Bây giờ người ta chỉ cho một làn xe đi thôi. Rồi bên này là xã Nhân Đức. Đó. Lê Văn Lương, Nhân Đức, Nhà Bè. Ở đây thì bắt đầu cô bác anh chị có thể thấy là người ta đang mở rộng con đường luôn này. Cái nền bên tay phải của em là được nâng lên cao hơn cái nhà, hoặc là nhà người ta nâng theo cái đường. Đó. Đó. Hai bên vỉa hè đó người ta đang làm bồi đắp lên, xây cái vỉa hè này đó. Mở rộng cái con đường phía bên Nhân Đức luôn. Bên Phước Kiện thì em không thấy,
bên Phước Kiện thì không thấy, nhưng mà bên Nhân Đức thì có mở rộng đường. Đây là một vài cái hình ảnh cái chân cầu bên mé Nhân Đức. Người ta làm cũng bắt đầu ở trên, bắt đầu độ sàn xong rồi, chắc chuẩn bị người ta trải nhựa thôi, rồi lắp lan can. Còn ở đây thì bắt đầu người ta làm vỉa hè này, đặt cống, đặt ống nước đó, xây cái vỉa hè lên thì bắt đầu có cái cầu, thì giá nhà đồ ở đây nó sẽ lên rất là nhiều. Cô bác anh chị nhìn thấy hai bên ở đây này, nhà nó lụp xụp lắm, và hầu như là người ta buôn bán một số cái mặt hàng lặt vặt rồi thôi. Đó, bên Nhân Đức thì là làm đường, mở đường luôn cô bác anh chị nè. Cũng rộng lắm đó. Bắt đầu mở đường rồi là bắt đầu giá nhà ở đây lên cao, bất động sản lại bắt đầu tăng phi mã. Đường xá rất là xấu, tại do đang làm mà không biết, là chỉ hy vọng là người ta làm đúng tiến độ thôi, chứ không có kỳ vọng là vượt tiến độ đâu. Đừng có dừng lại, đừng có đứng luôn là được. Bên này là bắt đầu người ta đổ đá bi, người ta cán đá 3-4 rồi nè anh chị. Còn bên trái là người ta đang chuẩn bị ủi này, đang đổ đóng rồi đó, đá đổ đóng rồi đó, chuẩn bị làm thêm đường nữa, là nâng cái đường này lên cao. Bên Phước Kiện thì chưa thấy, nhưng mà bên Nhân Đức thì người ta đã nâng rồi. Đó, nâng lên cái là mấy cái nhà bên cạnh là sụp bà chè hết. Bên Nhân Đức này ngập rất nhiều thưa anh chị, ngập trong hẻm nhiều lắm. Bây giờ người ta nâng cái đường nữa là coi như nhà trong hẻm sẽ ngập nhiều hơn. Nhưng mà biết sao giờ chỉ nâng đường thôi, chứ nhà dân thì ai tự nâng thôi, người nào thì tự người ấy nâng đó. Đường ở đây là cao hơn nhà rồi đó, cao hơn cả mét, gần cả mét. Hôm nay thì em cập nhật gửi đến cô bác anh chị cái con đường này luôn ha, dài xuống tới Long An luôn á, hy vọng là thời gian kịp. Xuống ở đây là Nhân Đức, xuống cái cầu rạch Tôm, rạch Tôm xong tới cái cầu rạch Dơi, qua cầu rạch Dơi là tới Long An, hình như là Long Thới. Nó giống những con đường quê thế anh chị. Vậy nhưng mà xung quanh là người ta cũng xây nhà rồi hết rồi đó, nhà cửa các khu dân cư. Bây giờ ở cái khu vực Nhà Bè này đó, lúc trước thì dạng nhà bán mà được nhiều người mua nhất là nhà đồng sở hữu, một miếng đất như vậy cấp 2 căn và sở hữu cùng miếng đất cả hai người đó, đồng sở hữu đó. Hiện nay ở Nhà Bè, nhà cái dạng đồng sở hữu rất là nhiều, bởi vì cái tiêu chí để cấp sổ hồng riêng cho căn nhà ở đây, người ta yêu cầu là 80m² trở lên, 80m² trở lên, mà cái giá đất hiện nay ở đây nó tầm khoảng 50 triệu một mét vuông đi, thì như một căn nhà ở đây là cũng trên 4 tỷ 5 tỷ. Thì đôi khi người dân nghèo, người dân thu nhập trung bình, người ta không mua được. Cho nên là những chủ đầu tư ở đây, người ta sẽ xây cái dạng thay vì bán một căn 4-5 tỷ thì người ta sẽ chia ra miếng đất thành hai căn, một căn khoảng 2 tỷ, 2 tỷ rưỡi, thì phù hợp với lại cái thu nhập của bà con mình, người ta sẽ mua được những cái căn nhà như vậy. Nhìn dưới này nhà đồng sở hữu rất là nhiều. Và bây giờ hiện tại thì không có còn cho xây cái kiểu đó nữa, tại vì sắp tới có thể là sẽ lên quận hoặc là thành phố gì đó thì chưa biết, nhưng mà
hiện tại là không cho xây nữa cái dạng đó. Đây là đường Nguyễn Bình đó, ngã tư Nguyễn Bình. À, bên tay trái á, thì chúng ta đi về Huỳnh Tấn Phát đó, huyện Phú Thọ về Huỳnh Tấn Phát về Phà Bình Khánh. Còn bên tay phải thì chúng ta đi về đường Đào Sư Tích Phước Lộc. Và cái cầu Phước Lộc bên phải của em Nguyễn Bình đây nhờ giờ xây cũng xong cũng ngon rồi. Lúc mà em đi về Nguyễn Bình này được cái clip trước thì cái con đường bên phải đây chưa có được làm đâu, đang làm ngổn ngang dơ lắm. Bây giờ thì ngon rồi, nhưng mà hôm nay em sẽ dành để cập nhật cái con đường Lê Văn Lương nối dài trên từ huyện Nhà Bè xuống Long An. Hôm khác sẽ mời các bác anh chị cập nhật con đường Nguyễn Bình sau. Nguyễn Bình bên máy tay phải em hiện tại đó. Có thể đối với cô bác anh chị cái con đường này nó cũng khá là xa lạ, vì trước năm 75 Nhà Bè thì không có ai ở đâu, lác đác lưa thưa thôi, chủ yếu là cái vị trí để thoát nước đó. Còn bây giờ thì đường xá nhà cửa nó mọc lên quá trời, nhìn có thể rất xa lạ, rất rất xa lạ đối với cô bác anh chị. Nhưng mà em cũng muốn cập nhật liên tục những cái vùng đất ngoại thành để cô bác anh chị và các bạn có thể nhìn thấy được cái cảnh vật của Sài Gòn mình nói chung, ngày hôm nay nó như thế nào. Dưới này thì nhà cửa hầu như là những cái nhà tiền chế buôn bán thôi. Còn mà đúng thiệt cái nhà xây kiên cố thì nó phải thuộc vào rất là sâu, bởi vì đường này chắc chắn là quy hoạch để mở rộng đường, nâng đường rồi, nhưng mà chưa biết tới lúc nào đâu, bởi vì ngày hôm nay hên xui lắm. Các cái công trình cô bác anh chị thấy có cái cầu Long Kiện đó mà xây cả gần 20 năm hơn, thì những cái vị trí khác mà mở đường cần một cái số vốn rất là lớn, thì làm thì chắc có lẽ là gọi là tới mùa quýt năm nào đó thì mình cũng không biết. Ở đây thì nhìn bắt đầu nó đỡ rối hơn, tại vì ngay chỗ khu vực cầu Long Kiện người ta đang làm cho nên này nó rất là rối mắt. Càng hướng đi về phía Long An thì giá đất nó càng mềm hơn. Ở đây là em coi nào, vẫn là Nhân Đức nha. Con đường này nó dài xuống Long An lận, nhưng mà trên cái bản đồ á thì bắt đầu xuống tới cầu Rạch Tôm chở qua là nó là Hương Lộ 34 thì vậy. Cũng buôn bán quần áo đồ tùm lum nhiều ghê, có mấy anh chị thấy không? Nhưng mà có đều cái lượng người qua lại lưu thông nó cũng ít chứ nó không có nhiều. Giống như một cái con đường ở quê vậy, ví dụ như đi xuống Long Thành đồ Nhân Trạch rồi chị dễ thấy mấy cái hình ảnh con đường này nó khác hoàn toàn với những cái con đường trong nội thành Sài Gòn. Đây là cầu Rạch Tôm, vẫn là cái cầu sắt ha. Những cái vị trí này không biết tới khi nào người ta mới được có cái cầu bê tông. Đó, cầu Rạch Tôm đây anh chị.
trường tiểu học Lê Văn Lương. Mời cô bác anh chị lên cầu Rạch Tôm nha. Em hôm nay mới đi tới cái cầu này đó. À, giống như cầu Rạch Đĩa, cầu Long Kiện, cầu Rạch Tôm cũng như vậy. À, không biết xuống cầu Rạch Dơi có còn giống như vậy không? Những cái cầu cũ mấy chục năm bằng sắt xuống cấp. À, dưới này là vẫn là xã Nhân Đức. Đường này nhỏ quá. Hôm nay là em đi múc chỉ luôn. Múc chỉ xuống tới Long An. Ôi dây điện quá trời, từng mó. Đâu cũng vậy thôi, trong nội thành nó còn như vậy mà. Để em xem thử từ đây xuống tới cầu Rạch Tôm nó bao nhiêu cây số. Nãy giờ em chạy là được 4 cây rồi đó. Từ vị trí em xuất phát đó là được 4 cây. Khoảng đó thôi, không đo chính xác được. Dưới này buổi chiều trời mát mẻ ghê. Cái ánh nắng mặt trời bắt đầu nó hạ xuống đó. Ồ, dưới này em cảm giác cũng sung chứ, nhộn nhịp á. Tối có thể là như vậy, bởi vì ở dưới này nó có một cái đặc điểm là xung quanh đây nó không có đường, nó chỉ có một cái con đường này, rồi bên kia có huyện Hữu Thọ, tức là huyện Văn Tạo đó anh chị, rồi bên kia có huyện Tấn Phát, nó chỉ có mấy con đường như vậy thôi. Cho nên là người dân mà sống ở đây á, thì người ta cần cái gì, những cái nhu cầu là đều phải mua ở đây hết. Cho nên là từ đó thì người ta buôn bán đồ nó cũng nhiều. Đó là lý do mà hai bên đường em vẫn thấy có một cái sự nhộn nhịp nhất định, chứ nó không có phải là hoang vắng giống như những cái vùng ngoại thành khác. Ở đây còn bán đất ruộng, đất tùm lum được quá trời mà ha. Em thấy hai bên người ta dán mấy cái tờ rơi đó cũng nhiều lắm nha. Hai bên hình như là cũng có những cái khu dân cư nữa đó. Hôm nay thì em đi múc chỉ cái con đường Lê Văn Lương này, cho nên là hẹn cô bác anh chị ở những cái khu dân cư quanh đây ở vào các clip khác vậy. Không biết những cái khu dân cư bên trong phía sau những cái nhà mặt tiền này thì nó như thế nào. Vẫn là xã Nhân Đức, xã Nhân Đức cũng rất là dài đó, chạy nãy giờ. Dưới này bán cần câu rồi nè. Đây câu cá có vẻ ngon, ta bán cần câu. Ô, sông nước này không mà. Bán rau nè. Rau nhìn có vẻ giống rau sạch này. Rau vườn. Ở đây là xã Long Thới, xã
Nhân Đức, xã Long Thới. Bên trái là quẹo qua Long Thới. À, phía trước có cao tốc Bến Lức. Cao tốc Bến Lức Long An. Đó là đường Ngô Quang Thắm nè anh chị. À, ba đường Ngô Quang Thắm. Ngô Quang Thắm thì bên trái anh chị qua được Huỳnh Tấn Phát luôn á. À, chỗ này là cao tốc Bến Lức. Cao tốc này là 90 năm trời rồi, tạm ngưng rồi. Hình như đâu đó nó có khoảng chừng 30 mấy cây số thôi à, 50 mấy cây số chứ. Chắc nó tương đương như là cao tốc Long Thành Dầu Dây vậy. Đây là Bến Lức Long An. Đó, giờ là tạm ngưng rồi, lâu rồi, không thấy thi công nữa. Phơi nắng rồi. Đó, cao tốc ha. Ở dưới này người ta làm cái chỗ người ta ở luôn nè anh chị. À, có tự nhiên nó ở cái dưới cái đường đó, nó có hai cái trụ hai bên, nó thành như là cái nhà luôn, thành ra là người ta ở đây. Cầu đường đó. Sài Gòn có hai cái câu chuyện cầu với đường, nghe nó mệt lắm. Ở Sài Gòn á thì có bác anh chị thấy là hầu như là chỉ có cầu với đường là nó lụm thụm. Đó, cao tốc mua bán đất nhanh thủ tục rồi nè. Ở đây là nguyên một cái bãi đất trống. À, mát mẻ chưa à, đời xe ôm á. À, nhiều khi buồn ngủ là tấp vô ngủ thôi. Ồ, tự nhiên có cái sân đã không. Cao tốc khổ. Như thế này thì phố xá thấy cũng nhộn nhịp. Tí nữa xong cái clip này em đi vòng vòng, em dạo mấy khu dân cư ở đây xem như thế nào, đi dạo trước. Mai mốt mời cô bác anh chị cập nhật thêm tình hình cuộc sống ở đây. Ở đây vẫn là xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè. Chắc là chúng ta chuẩn bị xuống cầu Rạch Dơi. Ồ, đây có nghĩa trang Nhân Đức đây nè anh chị. Đại cát Hòa Lộc, nhà vườn mới lên mà con cô bác ơi. Biết nghĩa trang Nhân Đức như thế nào. Em tò mò quá. Nhưng mà thôi, chắc là không mời cô bác anh chị đi dạo nghĩa trang đâu. Nếu mà ở Sài Gòn phải đi nghĩa trang thì nhất định phải là Bình Hưng Hòa. Nó buôn bán ở hai bên đường em thấy cũng đầy đủ nha. Nước rồi đồ ăn này kia cũng đầy đủ, không thiếu gì. Tuy là nó ở cái vùng xa ơi là xa của Sài Gòn nè. Đây là đình Phú Lễ. Em cảm giác ở ngay cái chỗ này nè, nó còn sung túc hơn là cái khu Nhân Đức của gần cầu Long Kiện nữa. Đường xá rồi nó ngon lành hơn nha. Nó cũng không to lắm đâu, nhưng mà đường xá xanh sạch đẹp. Sạch đẹp à, hai bên có vỉa hè ăn hoi, thiếu cây thôi. Không có cây ha. Đường này mà trời nắng giữa trưa chắc nó nước. Ngụm quá. Cặp cái mùa này nữa thôi à, nhưng mà hai bên thì sông nước vẫn là rất là nhiều à, có những cái chòi câu cá giải trí. Bách hoa xanh, sông nước, bùng sông nước, sông nước ngoại thành.
Ồ, có cái nón lá nằm giữa đường ha. Ai để quên hay sao? Bay ra đó. Đây, đây, đây. Đây chính là cầu Rạch Dơi. À, dưới này hình như là chợ Nhân Đức. Bên trái em có mấy cái kiosk, không biết. Ở đây là giống như cái chợ, chợ Nhân Đức. Đây là cầu Rạch Dơi. Qua khỏi cầu Rạch Dơi là Long An. Đây, em đứng đèn xanh đèn đỏ chút xíu ở đây coi. À, cầu Rạch Dơi đây anh chị. À, hai bên thì em thấy là có cái khu công viên bờ kè nha. Bên Long An. Nhánh bên trái là chạy ra sông Xoài Rạp. Còn nhánh bên phải là ra rạch sông Cần Giuộc. Rồi bắt đầu mời cô bác anh chị đi lên cầu. Đây cầu Rạch Dơi cũng như thế ha. Nó là cái cầu sắt. Nó kiên cố hơn tí, nhưng mà chung lại thì nó vẫn là cái cầu sắt thôi. Bên Long An, bên nhà bè phố cách nhau có cái cầu thôi. Tính ra là đất Long An mà ngay vị trí này là có giá nè, giáp ranh với lại Sài Gòn, liền đáp danh với thành phố. Rạch Dơi ngày xưa không biết cái rạch này có nhiều dơi không. Ở dưới này tự nhiên đường nó khác liền á. Long Hậu, Long Hậu, hình như này em nhầm đọc là Long Thới, là Long Hậu đó. Đây có cái bạn này, Ủy ban Nhân dân xã Long Hậu xin kính chào quý khách đó. Huyện Cần Giuộc, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An. Không phải Long Thới, Long Thới là thuộc nhà bè. Xin lỗi cô bác anh chị, em đã đọc nhầm. Chạy một đoạn ở đây coi. Ồ, con đường dưới này cũng là con đường thẳng nối với Lê Văn Lương, nhưng mà nhìn nó khác quá. Nó là đường bê tông, bê tông cắt này chứ không phải là đường nhựa. Chạy một đoạn như thế này để cô bác anh chị ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Ở đây như em nói lúc nãy đó, trên bản đồ đó là Hương Lộ 34 thì vậy. Ở đây cũng bán đồ quá trời luôn. Vui đồng giá 39.000 kìa. Đó, chạy tới đây là đường xá rồi, thấy nó giống là nó là vùng quê luôn rồi đó. Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Đó, chạy nữa thì cứ chạy hoài thôi. Đường xá như thế này nhỏ thôi, xe cộ thì cũng đông. Và em xin được tạm dừng các clip hôm nay cuối tuần, mời cô bác anh chị đi muốn chị nhà bè luôn. Chưa có cái đám cưới, mùa này đám cưới cũng nóng được lắm. Rồi.
Rồi em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày thật là nhiều niềm vui, bình an, nhiều sức khỏe và thật là hạnh phúc trong cái ngày cuối tuần. Và cũng hy vọng cái clip này mang đến cho cô bác anh chị một vài cái trải nghiệm nào đó rời xa Sài Gòn, những cảnh vật quen thuộc để khám phá thêm. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.